Chương 8 Chuỗi Ngọc. Cuộc sống trong cung điện hơi ngột ngạt đối với chàng, nên Tất Đạt Đa ưa đi ra ngoài thành. Chàng đã trưởng thành lâu rồi, năm nay chàng 24 tuổi, nên đi đâu trong vòng một vài hôm, chàng không phải xin phép vua và hoàng hậu nữa. Tất Đạt Đa có một người hầu cận trung thành là Sa Nặc. Sa Nặc thường đánh xe song mã đưa Tất Đạt Đa đi. Có khi chàng rủ bạn hoặc đem em đi theo, có khi chàng đi một mình với Sa Nặc. Và rất nhiều khi chàng tự tay cầm cương ngựa để cho Sa Nặc ngồi chơi bên cạnh chàng. Tất Đạt Đa không bao giờ dùng roi ngựa, biết vậy cho nên Sa Nặc cũng không sợ tới cây roi. Vương quốc Thích Ca, chàng đã đi thăm gần như khắp nơi. Phía bắc của vương quốc là miền cao nguyên, gồm những dãy đồi nối tiếp nhau chạy về phía chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Một nửa vương quốc là đồng bằng vào phía nam. Kinh đô Ca Tỳ La Vệ ở vào khoảng đất trù phú nhất của miền đồng bằng này. So với các nước láng giềng Câu Tác La và Ma Kiệt Đà, vương quốc Thích Ca thật bé nhỏ. Đất đai cũng không tiền nhiêu, nhưng vị thế của vương quốc thật là đặc biệt. Các con sông Rohini và Banganga bắt nguồn từ miền cao nguyên, chảy về tưới đồng bằng, rồi tiếp tục đi về miền nam để chảy về sông Hiranyapati trước khi rót vào sông Hằng. Tất Đạt Đa thường ưa ngồi bên bờ sông Banganga ngắm dòng nước chảy. Dân quê vẫn tin rằng nước sông này có thể tẩy trừ tội lỗi và nghiệp chướng của kiếp trước và kiếp này, cho nên thường hay kính cẩn xuống ngâm mình với dòng nước, cả những khi nước rất lạnh. Có một hôm ngồi với Sa Nặc bên bờ sông, Tất Đạt Đa chỉ những người đang tắm ở bên kia bờ sông và hỏi người hầu cận: Sa Nặc à, người có tin là tắm như thế đất thường thì có thể rửa sạch được nghiệp chướng không? Thưa điện hạ, có chứ, nếu không thì người ta tắm để làm gì? Tất Đạt Đa cười. Nếu vậy thì đứng về phương diện nghiệp chướng, có phải là các loài tôm cá rùa và sò ốc là những loài thanh tịnh nhất không? Chúng ở suốt đời dưới sông thì chúng phải sạch nghiệp hơn chúng ta chứ. Sa Nặc trả lời: Thưa điện hạ, nhưng mà ít nhất tắm với sông cũng rửa sạch được những cáo bẩn trên da thịt. Tất Đạt Đa vỗ vai Sa Nặc: Cái đó thì ngươi nói đúng. Một hôm trên đường về thành nội, Tất Đạt Đa ghé lại thăm một xóm nghèo ở ngoại thành. Chàng ngạc nhiên thấy Gia Du Đà La đang ở trong xóm cùng một tỳ nữ. Nàng đang săn sóc cho các trẻ em ở đó. Các em được săn sóc đều là những đứa trẻ có bệnh, đứa thì đau mắt, đứa thì cảm cúm, đứa thì dễ chốc. Gia Du Đà La ăn giận rất đơn giản, nhưng nàng tươi mát như một bà tiên vừa hiện đến giữa bầy trẻ nghèo. Tất Đạt Đa thấy cảnh tượng rất đẹp, chàng sửng sốt khi thấy một người con gái nhà quyền quý lại chịu thương chịu khó đi làm những công việc rửa ghẻ, rửa mắt, xức thuốc, giặt áo cho bọn trẻ nghèo đói. Công nương đã bắt đầu làm các việc này từ bao giờ vậy? Thật là quý quá quá. Đang rửa tay cho một em bé gái chừng 3 tuổi, nghe Tất Đạt Đa hỏi, Gia Du Đà La ngẩng lên nhìn Tất Đạt Đa. Thưa điện hạ, em cùng mọi người bắt đầu làm công việc này cũng đã gần 2 năm rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là lần thứ 2 em đến sớm này. Ta đến sớm này thường lắm, bọn trẻ con trong sớm đều biết ta. Ta nghĩ được làm những công việc này chắc công nương thấy vui trong lòng lắm phải không? Gia Du Đà La mỉm cười không đáp. Nàng cúi xuống tiếp tục rửa một ghẻ trên đầu gối của một em bé. Hôm ấy,
Tất Đạt Đa được nói chuyện nhiều với Gia Du Đà La. Chàng ngạc nhiên khám phá ra rằng nàng có nhiều nhận thức chống chàng. Nàng không phải là một cô gái khuê cát chỉ biết dâng theo truyền thống. Nàng cũng biết về tư tưởng Vệ Đà, cũng ngấm ngầm phản đối tình trạng bất công của xã hội. Cũng như Tất Đạt Đa, nàng không cảm thấy có hạnh phúc trong địa vị giàu sang và nhiều quyền thế của hoàng tộc. Trái lại, nàng ghê tởm những cuộc tranh chấp quyền lợi và địa vị của những thành phần quý tộc trong triều đình và ngay ở giới tăng lữ Bà La Môn. Biết mình là phận gái, không thể nào làm được những cuộc thay đổi lớn trong xã hội, nàng chỉ tìm cách biểu lộ cái thấy của mình và thiết lập sự bình an trong tâm hồn mình bằng các công việc từ ái. Nàng hy vọng sẽ có những người bạn hữu trong giới trẻ tuổi thấy được ý nghĩa của công việc nàng làm. Đã có cảm tình tự nhiên sẵn với Gia Du Đà La từ trước, Tất Đạt Đa càng nghe nàng nói càng tỏ vẻ mến phục nàng. Phụ Dương đã ngỏ ý muốn chàng lập gia đình, Gia Du Đà La có thể là người mà chàng chọn lựa. Trong các cuộc gặp gỡ khác ở những nơi như nhạc hội, vũ hội, Tất Đạt Đa đã gặp nhiều thiếu nữ diễm lệ. Ở Ca Tỳ La Vệ cũng như ở Ramayana không thiếu những cô gái mặn mà. Gia Du Đà La tuy không phải là cô gái đẹp nhất mà chàng gặp, nhưng đó là cô gái mà mỗi khi gặp là chàng cảm thấy trong tâm hồn một sự bình an và thoải mái. Một hôm, Hoàng hậu Kiều Đàm Nhi muốn chính tự mình tổ chức một cuộc trình diễn quốc phục phụ nữ. Bà nhờ Dương Phi Pamita, mẹ của Gia Du Đà La, tới giúp mình về việc tổ chức. Tất cả các thiếu nữ trong thành Ca Tỳ La Vệ đều được mời tới dự thi. Người nào cũng sẽ có giải thưởng nữ trang. Dương Phi Pamita đề nghị Tất Đạt Đa phát giải thưởng cho các cô. Cũng như tháng trước, Gia Du Đà La đã làm công việc tiếp tân trong đại hội thể thao do chồng bà tổ chức vậy. Vua Tịnh Phạn triều đình và tất cả các vị dương tôn công tử công nương đều được mời tới tham dự. Đêm đầu hạ thật mát, thức dậy khác được đặt khắp nơi, âm nhạc dân tộc làm nền cho buổi dạ hội. Dưới ánh hoa đăng rạng rỡ, các thiếu nữ tha thướt trong những chiếc sari đủ màu và lóng lánh kim tuyến. Từng người một đi ngang lễ đài trước hàng ghế danh dự, trong đó có vua và hoàng hậu. Tất Đạt Đa mặc quốc phục đứng về phía bên trái. Trước mặt chàng là những sâu chuỗi vàng ngọc đủ để phân phát cho cả ngàn người. Tất Đạt Đa đã từng từ chối việc phát thưởng, nhưng bà Kiều Đàm Di và Dương Phi Cam Lộ đã nài ép chàng. Con không được từ chối, được Thái tử Tất Đạt Đa tự tay phát thưởng, đó là một niềm vui lớn cho bất cứ ai, con phải biết điều đó chứ. Dương Phi Cam Lộ nhìn chàng nói một cách tươi cười, đem niềm vui cho kẻ khác, đó là việc mà chàng không muốn từ chối. Cho nên Tất Đạt Đa đã hoan hỷ vâng lời. Giờ đây đứng trước hàng ngàn quan khách, chàng thật không biết làm sao cho thỏa đáng. Mỗi thiếu nữ khi bước lên đài phải đi qua một hàng ghế danh dự để mọi người được trông thấy. Đi qua hàng ghế ấy mới tới chỗ của Tất Đạt Đa. Thiếu nữ đi đầu là Soma, con của một vị dương tử. Theo sự chỉ dẫn của Dương Phi Cam Lộ, nàng tiến tới, bước mấy nấc thang để lên bục và đi ngang qua đài. Tới trước mặt vua và hoàng hậu, nàng quay lại, chắp tay cúi đầu chào, rồi từ từ tiến về bên trái, đi về phía Tất Đạt Đa. Đến trước Tất Đạt Đa, Soma cúi đầu chào chàng, chàng đáp lễ, rồi cúi xuống cầm lên một sâu chuỗi ngọc, chàng trao cho Soma. Có tiếng cử tọa quan hô, Soma nghiêng mình cảm tạ, nàng lý nhí mấy câu cảm ơn, nhưng Tất Đạt Đa không nghe rõ nàng nói gì. Thiếu nữ thứ hai là Rohini, tên của dòng sông. Tất Đạt Đa có vẻ như không lựa chọn các phần thưởng cho xứng đáng với vẻ đẹp và sắc phục của các thiếu nữ.
Với được món nữ trang nào trên bàn, chàng tặng ngay món nữ trang đó. Vì vậy, cuộc trình diễn đi qua khá mau. Dù số thiếu nữ tham dự rất đông, vào khoảng 10 giờ đêm, các món nữ trang đặt trên dãy bàn dài đã dơi gần hết. Mọi người tưởng Sê-la là thiếu nữ sao chót, và chính Tất Đạt Đa cũng nghĩ như thế. Bỗng dưng, một thiếu nữ từ trên hàng khán đài bước xuống. Đó là Yayudhara. Nàng bước ra trước khán đài và quay trở vào vái chào vua và hoàng hậu. Yayudhara vận một chiếc sari màu trắng ngà, đơn sơ và nhẹ nhàng như một cơn gió sớm. Duyên dáng tự tin, nàng bước tới trước Tất Đạt Đa, rồi mỉm cười tươi như hoa, nàng hỏi: "Điện hạ còn có món nữ trang nào để tặng cho em không?" Tất Đạt Đa nhìn Yayudhara, chàng nghiêng mình đáp lễ, rồi nhìn xuống mấy món nữ trang còn lại. Chàng tỏ vẻ bối rối. Trong những món còn lại đó, chẳng có món nào xứng đáng với con người đẹp đẽ đang đứng trước mặt chàng. Đột nhiên, Tất Đạt Đa mỉm cười. Chàng đưa tay tháo sâu chuỗi ngọc chàng đang đeo ở cổ. Cầm chuỗi ngọc lóng lánh trên tay, chàng mỉm cười nhìn Yayudhara: "Đây là món quà ta tặng cho con nhé." Yayudhara lắc đầu: "Em làm đẹp cho điện hạ còn chưa hết, lòng nào mà lại lấy mất món trang sức của điện hạ?" Tất Đạt Đa nói: "Mẹ ta là hoàng hậu Kỳ Đầm Di thường nói là ta chẳng cần đeo đồ trang sức, càng đeo vào càng xấu thêm ra. Vậy xin công nương vui lòng nhận lấy món quà này." Nói xong, chàng ra hiệu cho Yayudhara lại gần và cúi đầu xuống. Chàng mang chuỗi ngọc lóng lánh vào cho nàng. Tiếng hoan hô vang dậy cả trên và dưới khán đài. Tiếng hoan hô kéo dài như không bao giờ dứt. Mọi người đều đứng dậy và bày tỏ nỗi vui mừng của mình.